Điện Tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em và cũng như là tất cả các bác yêu thích âm thanh của ba miền Tổ quốc. Và em xin kính chúc các bác một buổi tối vui vẻ ấm áp bên gia đình ạ. Ở dưới video này thì có cái nút đăng ký và chuông màu đỏ, thì các bác hãy nhanh tay ấn vào cái nút đăng ký và chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ bên em và cũng như là biết được giá các sản phẩm một cách chính xác nhất và mới nhất của shop em đăng tải hàng ngày ạ. Vâng, trước mắt các bác đây thì là đôi loa ZVILER. Và hôm nay shop em sẽ lên sóng cho các bác cái cặp loa ZVILER 100 CENURY này. Và có thể nói đây là dòng sản phẩm với bậc thành công nhất của hãng các bác ạ. Và nhắc tới ZVILER thì cũng không thể nào bỏ qua được cái em ZVILER L100 CENURY này được. Và rất nhiều các anh em ao ước để có được cái em ZVILER này đây các bác ạ. ZVILER L100 CENURY đến từ Mỹ và về shop em trong tình trạng là đẹp zin mới nguyên bản các bác nhá. Và em sẽ đưa cameraman lại gần cho các bác được quan sát thật kỹ ạ. Đây các bác quan sát kỹ ạ. Và em đã mở cái căng ra rồi các bác nhá. Đây ạ. Căng đây ạ. Vẫn còn đẹp mới các bác nha. Càng rất là nặng các bác ạ. Các bác quan sát kỹ ạ. Đây. Vỏ thùng thì được làm bằng gỗ lạng cao cấp các bác nha. Nhìn rất là sang trọng và bắt mắt ạ. Wow. Cặp loa thì sở hữu 3 đường tiếng ạ. Bát 30 làm bằng bột giấy màu trắng sữa các bác nhá. Đây tẩm dầu đây ạ. Rốn thì rất là căng luôn ạ. Một chung và chép. Còn lỗ thông hơi thì được thiết kế ở phía bên trên ạ. Tem mác đầy đủ vẫn còn mới các bác nhá. Và em bên này cũng tương tự ạ. Vỏ thùng vuông sắc cạnh luôn các bác ạ. Đây là lỗ thông hơi thiết kế bên trên. Cặp loa này thì rất dễ dàng phối hợp với các âm ly khác nhau các bác nhé. Và với chất âm rất là trong trẻo, mềm, sâu lắng các bác ạ. Em sẽ quay mặt đằng sau của loa cho các bác được chiêm ngưỡng nha. Vâng, mặt đằng sau đây các bác ạ. Rất là đẹp luôn đây ạ. Vâng, em sẽ quay luôn một vòng cho các bác được quan sát thật kỹ hơn ạ. Báo giá công khai luôn trên video cho các bác. Giá bên em đang bán là 33.500.000 các bác ạ. Các bác yêu thích cặp loa này thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi cho em theo số điện thoại 0333 289 289. Em có để sẵn trên màn hình ạ. Các bác nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết các bác nhá. Vâng, video hôm nay em sẽ xin kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.